Chào mừng các bạn đã quay lại với kênh của Mr. Zero, kênh bóng đá vui nhộn. Chúng tôi tổng hợp tất cả những tình huống và những bàn thắng đẹp ngây ngất đến những pha cười ra nước mắt của các siêu sao trên sân cỏ. Và các bạn cũng đừng quên bấm subscribe kênh YouTube Live Fanpage bóng đá hài hước để nhận ngay những thông tin mới nhất đến từ Mr. Zero các bạn nhé. Đăng ký hội viên Mr. Zero để nhận ngay các ưu đãi cực cool, livestream với MC xinh đẹp, mini game tặng áo đấu và còn nhiều ưu đãi hấp dẫn khác. Đăng ký ngay nhận quà liền tay. Cho đến bây giờ không thể phủ nhận rằng Cristiano Ronaldo chính là cầu thủ có tầm ảnh hưởng đặc biệt nhất trong làng túc cầu, từ trong lẫn ngoài sân cỏ. Có lẽ nhờ tài năng, sự nỗ lực, quyết tâm và cả những cảm xúc thật tận sâu bên trong con người chàng cầu thủ người Bồ này mang đến cho khán giả. Và ngày hôm nay hãy cùng lắng đọng với những hình ảnh đẹp nhất của Ronaldo để thấy được chúng ta đã có một siêu sao bóng đá tuyệt vời như thế nào. Cristiano Ronaldo sinh ra tại vùng Madeira, một khu ngoại ô nghèo của Bồ Đào Nha. Năm 2010, vụ sạt lở và lũ lụt tại Madeira đã khiến cho 32 người thiệt mạng và hơn 60 người khác bị thương. Không chỉ thiệt hại về người, thiên tai còn phá hỏng một số công trình hạ tầng gây thiệt hại lớn. Chính vì thế, tại Bernabeu sau đó không lâu, sau khi ghi bàn bằng một pha sút phạt đẳng cấp, CR7 đã lộn chiếc áo của mình để lộ dòng chữ Madeira trước hàng ngàn ống kính camera. Hành động ăn mừng này được coi là một món quà dành cho quê hương nơi anh sinh ra. Đây được coi là một hành động thiết thực và có ý nghĩa sau sự tàn phá của thiên nhiên đối với Madeira. Ngày 4 tháng 7 năm 2004, trên sân vận động Dalut ở thủ đô Lisbon, Bồ Đào Nha gặp Hy Lạp trong trận chung kết Euro. Một sự kiện trọng đại đối với cả dân tộc Bồ Đào Nha và với cá nhân Ronaldo, chàng trai trẻ mới chỉ 19 tuổi khi đó. Thất bại của Bồ Đào Nha trong trận chung kết năm đó giống như một định mệnh. Họ là đội chơi hay hơn, áp đảo toàn diện, tấn công ào ạt, nắm giữ thế trận trên sân nhưng lại không thể ghi được bàn thắng, để rồi phải nhận bàn thua duy nhất từ một tình huống cố định. Ronaldo đã khóc bởi anh và các đồng đội đã không thể chiến thắng được số phận. Gương mặt đỏ hoe, mếu máo và liên tục nức nở của Ronaldo chính là hình ảnh xúc động nhất, khép lại một vòng chung kết Euro hấp dẫn, kịch tính, vô cùng bất ngờ nhưng lại quá bi kịch cho người Bồ Đào Nha. Một lần nữa trong trận chung kết Euro, người ta thấy Ronaldo khóc. Đó là trận chung kết Euro 2016. Khi ấy, CR7 đã trưởng thành, bản lĩnh hơn nhiều nhưng vẫn không sao ngăn được những giọt nước mắt lăn dài trên má. Trên sân Stade de France, phút thứ 16, Ronaldo đã rơi nước mắt sau khi dính chấn thương vì va chạm với Dimitri Payet. Sau khi băng bó, anh nén đau thi đấu nhưng buộc phải rời sân sau ít phút. Rời sân trên cáng, trong sự đau khổ tiếc nuối đến tột cùng, anh đã phải chờ 12 năm mới được chơi một trận chung kết cùng đội tuyển quốc gia. Dù vậy, bên ngoài đường pitch, siêu sao mang áo số 7 đã đứng ngồi không yên cổ vũ cho các đồng đội, thậm chí làm luôn công tác chỉ đạo của huấn luyện viên Fernando Santos. Và rồi bàn thắng duy nhất của tiền đạo dự bị Eder là đủ để thầy trò Fernando Santos đi vào lịch sử bóng đá Bồ Đào Nha. Ronaldo một lần nữa rơi nước mắt, nhưng đó lại là giọt nước mắt sung sướng, bởi đây chính là danh hiệu đầu tiên của anh cùng đội tuyển Bồ Đào Nha. Kết thúc trận đấu, khi trở lại phòng thay đồ ăn mừng chiến thắng, Ronaldo đã có những phát biểu rất xúc động để cảm ơn huấn luyện viên Fernando Santos, cảm ơn các đồng đội đã chiến đấu để giành chức vô địch. Trong trận Real thắng Getafe 4-0 hồi tháng 5 năm 2011, sự cố hy hữu diễn ra ở phút 16. Ronaldo nhiệt tình tranh bóng với đối phương và sút bóng vào mặt một khán giả ngồi gần đường biên dọc. Cú sút dường như đã khiến cho vị khán giả không may bị thương ở mũi. Một số nhân viên an ninh đã lại gần thăm hỏi và đưa cho người này một chiếc khăn lau. Được thông báo về sự cố khi hiệp 1 vừa kết thúc, Ronaldo quyết định cởi áo tặng vị khán giả bị thương. Nhưng một thành viên khác của Real liền đem tới một chiếc áo mới để làm quà tặng. Cristiano Ronaldo và các đồng đội hành quân tới sân của đối thủ Armenia trong khuôn khổ vòng loại Euro 2016. Cổ động viên đội chủ nhà đã gây áp lực cho Cristiano Ronaldo bằng cách hô vang tên Lionel Messi trước trận đấu. Nhưng CR7 đã biến áp lực thành động lực. Anh lập hẳn một cú hat-trick để giành chiến thắng với tỷ số 3-2. Ba bàn thắng của Ronaldo được thực hiện từ ba phong cách khác nhau. Bàn gỡ hòa một đều từ chấm phạt đền, bàn thứ hai thể hiện sức rướn tuyệt vời, trong khi pha lập công cuối cùng là cú đại bác từ 25m.
CR7 đã đi vào lịch sử khi là người ghi bàn thắng thứ 400 cho Real Madrid vào lưới Barcelona trong trận siêu kinh điển diễn ra hồi tháng 5 năm 2018. Tuy nhiên, tình huống ấy đã khiến cho CR7 dính chấn thương. Cụ thể, pha quay chậm cho thấy Piqué đã đạp trúng mắt cá chân của Ronaldo trong tình huống lao vào truy cản. Sau đó, CR7 tập tễnh ăn mừng bàn thắng trước khi ngồi xuống sân ôm chân đầy đau đớn. Các bác sĩ đã phải chăm sóc cho Ronaldo. Cầu thủ này có thể tiếp tục thi đấu, nhưng sau đó anh đã bị huấn luyện viên Zidane rút ra sân sau khi hiệp 1 kết thúc. Ngôi sao người Bồ gặp chấn thương trong trận đấu với Levante tại vòng 11 La Liga năm 2012 vì dính cú cùi chỏ của cầu thủ David Navarro. Một pha tiểu xảo rất kín đáo diễn ra nhanh chóng đến nỗi trọng tài không thể phát hiện. Kết quả là Ronaldo chấn thương ở mi mắt bị rách và chảy máu trên mặt anh. Tiền đạo người Bồ được các bác sĩ gắn một cái gạt bông trên mi mắt tạm thời và tiếp tục thi đấu. Điều diệu kỳ đã đến và dĩ nhiên Ronaldo đã nắm bắt được thời cơ và ghi bàn ngay sau đó mấy phút. Ronaldo bị chấn thương là điều không thể tránh khỏi, nhưng qua đó mới thấy được sự quyết tâm và nắm bắt được thời cơ của cầu thủ này. Đáp trả màn ăn mừng của Messi. Vào tháng 4 năm 2017, Lionel Messi ăn mừng bàn thắng vào lưới Real Madrid và pha lập công thứ 500 cho Barcelona bằng cách giơ áo và yên lặng không nói gì. Và đến ngày 14 tháng 8, người đồng nghiệp Cristiano Ronaldo cũng đáp trả M10 bằng việc làm tương tự. Do không có được thể lực tốt nên Ronaldo chỉ được vào sân ở phút 58. Tới phút 80, cầu thủ này đã khiến khán đài sân Camp Nou chết lặng với siêu phẩm giúp Real vượt lên dẫn trước 2-1. Ngay sau đó, anh đã vứt áo xuống đất để ăn mừng. Tiếp đến, Marcelo nhặt áo cho CR7 và thủ quân đội tuyển Bồ Đào Nha đã giơ lên giống hệt như cái cách ăn mừng của Messi cách đó 4 tháng. Và sau đó là chiếc thẻ vàng dành cho Ronaldo vì việc ăn mừng thái quá. Tại cúp nhà vua 2014, Cristiano Ronaldo không thể góp mặt cùng các đồng đội do chấn thương. Tuy nhiên, ngồi trên khán đài, anh liên tục hò hét, cổ vũ rất nhiệt tình cho các đồng đội. Ngay sau khi kết thúc trận đấu, Ronaldo đã lao xuống sân Mestalla chia vui cùng Real Madrid. Bên cạnh đó, CR7 còn có hành động đẹp khi quàng vai nói chuyện khá lâu với Messi. Không ai biết hai ngôi sao lớn nhất của bóng đá thế giới nói gì, nhưng qua cử chỉ nhẹ nhàng, tình cảm của Ronaldo có thể hiểu anh đang an ủi Messi. Từ khi còn khoác áo MU, CR7 đã nổi tiếng với những pha lắc người đảo chân múa bóng qua mặt vài ba cầu thủ đối phương. Và khi sang Real hay Juve, những pha bóng như thế dù khán giả không còn được thường xuyên thấy nữa nhưng vẫn không phải là mất hẳn đi. CR7 vẫn đủ tinh tế và kỹ thuật để làm cho đối thủ phải kiêng nể. Và fan cứng của siêu sao người Bồ Kylian Mbappe cũng đã tái hiện pha bóng của thần tượng mình một cách perfect như thế này. Từ hồi chơi cho MU đến Real và bây giờ sang Juventus cũng vậy. Ronaldo thích cầm bóng đặt trên chấm 11m và cũng thích xuất phạt trực tiếp. Nhưng ích kỷ trong đấu pháp, ích kỷ trong truyền bóng thì chưa bao giờ thấy ở Ronaldo. Bởi đơn giản, Ronaldo là bậc thầy của cầu thủ chuyên nghiệp, tìm cách tốt nhất để đồng đội có bàn thắng thì Ronaldo chưa bao giờ ích kỷ. Và đây là một trong những lần như thế. Đã hơn 2 năm, ngày Ronaldo ghi bàn thắng ngoạn mục bằng cú xe đạp chống ngược trong trận Real Madrid thắng Juventus ở cúp C1. Thế nhưng đối với các cổ động viên Real, cổ động viên Juve cũng như tất cả cổ động viên túc cầu trên thế giới, bàn thắng ấy như mới được ghi vào ngày hôm qua, một bàn thắng định nghĩa cho sự hoàn hảo. Cristiano Ronaldo đã rất hạnh phúc khi lập được hat-trick để giúp Bồ Đào Nha hòa Tây Ban Nha 3 đều ở lượt trận ra quân World Cup 2018. Với việc ghi bàn trong trận đấu này, Ronaldo không chỉ giúp Bồ Đào Nha giành một điểm quan trọng mà còn đi vào lịch sử bóng đá thế giới. CR7 đã trở thành cầu thủ đầu tiên ghi bàn trong 8 giải đấu lớn liên tiếp. Thành tích này cũng giúp anh đi vào lịch sử bóng đá thế giới khi trở thành cầu thủ thứ tư ghi bàn trong 4 kỳ World Cup liên tiếp sau Pele, Miroslav Klose và Uwe Seeler. Xuất thân ở vị trí tiền vệ cánh, nhưng giờ đây Cristiano Ronaldo đã tự biến mình thành một cỗ máy săn bàn chính hiệu.
siêu sao người Bồ Đào Nha xô đổ hết kỷ lục này đến kỷ lục khác và tạo nên nhiều thành tích ấn tượng. Ở tuổi 35, CR7 vẫn thường xuyên ra sân với thể lực sung mãn và phong độ đỉnh cao. Anh từng ghi vô số những bàn thắng khiến người hâm mộ, đồng đội và cả huấn luyện viên của mình phải gào thét. Và kéo quần lên khoe cơ đùi cuồn cuộn như thế này là một trong những cách ăn mừng bàn thắng mang phong cách của Ronaldo. Tứ kết Champions League 2015-2016 lượt đi Real Tour Wolfsburg 0-2. Real Madrid chịu trận thua 0-2 trên sân khách trong trận lượt đi. Thử thách đặt ra cho Ronaldo và đồng đội là rất lớn khi ấy. Real vừa bổ nhiệm huấn luyện viên đội B Zinedine Zidane lên nắm quyền sau khi sa thải Rafa Benitez vì thành tích bế tắc trước đó. Lượt về trên sân nhà Santiago Bernabeu, Cristiano Ronaldo tỏa sáng với cú hat-trick giúp Real Madrid thắng ngược 3-0, qua đó lội ngược dòng thành công. Los Blancos sau đó giành ngôi vô địch khi vượt qua Man City tại hai lượt trận bán kết và Atletico Madrid trong trận tứ kết. Đáp trả màn công kích của fan Atletico và giải cứu Juve. Chuyến làm khách tới sân Wanda Metropolitano là lần đầu tiên Cristiano Ronaldo trở về Real Madrid sau khi gia nhập Juventus vào năm 2018. Ronaldo đã giơ 5 ngón tay biểu trưng cho 5 chức vô địch Champions League anh có được trong sự nghiệp ngay sau thất bại 0-2 tại Wanda Metropolitano và nhấn mạnh Atletico chưa lần nào vô địch. Sự kiêu hãnh đó của CR7 khiến anh chịu vô vàn chỉ trích cùng sự chê bai trên khắp thế giới. Tất cả đều tin vinh quang của CR7 sẽ đi tới hồi kết. Tuy nhiên, có bao nhiêu người chỉ trích CR7 khi ấy sẽ lại tôn vinh anh với cú hat-trick siêu đẳng kéo Juve qua khe cửa hẹp ở trận lượt về sau đó. Anh nói rằng mình có 5 chức vô địch và cú hat-trick vào lưới Atletico chứng minh rằng vì sao anh có quyền chỉ trích những người hâm mộ Atletico đã sỉ nhục và hạ thấp anh suốt cả trận. Vừa rồi là những khoảnh khắc ấn tượng của Ronaldo trong mắt người hâm mộ. Nếu bạn cũng là fan của CR7 thì hãy để lại bình luận bên dưới nhé. Cảm ơn và hẹn gặp lại trong những video mới nhất.